Ok, chào mừng em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm rất là đặc biệt, rất là hiếm đến từ thương hiệu của Orient, với dòng sản phẩm Orient Bambino Sun and Moon được ra mắt vào năm 2020. Là một trong những series mà ra mắt sau này của Orient thì luôn luôn nhận được cái sự săn đón nồng nhiệt từ các anh em trên toàn thế giới. Thì cái mẫu sản phẩm này với cái màu tông màu là màu xanh ngọc lục bảo, với phiên bản limited 1500 chiếc toàn cầu, thì đây là một trong những chiếc hiện tại đang rất là nhiều anh em săn lùng luôn, và mình cũng may mắn sở hữu cho em này để review cho anh em. Và mình cũng chia sẻ luôn, em này cũng đã có khách chốt đơn rồi, mình cũng chia sẻ nhanh để kịp giao hàng cho khách vì đã có khách đặt mua em nó rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu chiếc Orient Sun and Moon Bambino với màu xanh cực kỳ đẹp các bạn. Em sẽ lấy ra cho anh em xem và chiêm ngưỡng của nó, vẻ đẹp tuyệt vời em đó. Sẽ lâu cho anh em xem. Đây, quá là đẹp các bạn. Thì em này là có cái đường kính là 41.5. Đường kính em này là 41.5. Đây. Và cái bề dày mặt số là hiện tại em này đang rơi vào khoảng là tầm 14 á. 13.8 gần 14. Đó, đó là bề dày mặt số đeo. Thì với cái thông số khá lý tưởng thế này thì như anh em người Việt lên tay rất là đẹp các bạn. Bây giờ sẽ lên tay thử em nó cho các bạn xem nha. Đây, sẽ lên tay thử cho anh em xem và chiêm ngưỡng. Đây, quá là tuyệt vời các bạn. Phải nói là một cái màu mình rất thích chính là màu xanh ngọc lục, vì nó mang một cái hơi hướng rất là hiện đại và trẻ trung, cùng với cái sự lịch lãm vốn có của màu xanh ngọc, thì đây chắc chắn là một trong những màu rất là nhiều anh em săn lùng luôn. Ok, cổ tay mình thì có là size 16.5 từ 17 lên tay, chiếc này khá vừa vặn vào ôm tay. Thì anh em những cái cổ tay là từ 15.5 trở lên tay chiếc này là rất là đẹp các bạn nha, rất là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp theo về phần máy. Thì phần em này thì sử dụng một cỗ máy là rất là mới của Orient, là cỗ máy in-house F6L24 với 22 chân kính và cho thời gian chữa cốt là 40 giờ các bạn. Em này thì có hacky stop và dừng kim dây. Mình sẽ lúc khi mình anh em chỉnh giờ thì kim dây nó sẽ dừng, thì giúp anh em nó chính xác hơn. Hacky stop nó hoạt động, nó đã can thiệp. Với cái điểm đặc trưng đó chính là lịch Sun and Moon bố trí vào chiếc Bambino này. Thì đây là một phiên bản nâng cấp của thế hệ Bambino màu xanh ngọc trước đó, với thêm một cái vòng xoắn Sun and Moon rất là đặc trưng ở đây. Thì đây là phải nói là rất là tuyệt vời các bạn, là một sự bổ sung hoàn hảo cho phiên bản Bambino. Đó chính là cái sub Deo Sun and Moon cực kỳ gọi là rất là thành công đối với dòng Orient trong những năm vừa qua. Đây, rất là đẹp các bạn, mình rất là đẹp, rất thích. Thì với cái bề mặt Deo màu xanh ngọc thật kỳ quyến rũ thế này, thì cùng với cái số lượng sản xuất ra chỉ 1500 chiếc thì mình phải nói là rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ mình sẽ đóng lại. Thì em này thì chỉnh giờ nó cũng khá đơn giản, chỉ việc kéo ra một nắp và chỉnh giờ rất là đơn giản thôi, nó không có gì phải khó khăn cả. Ở góc góc chỉnh giờ các bạn sẽ thấy là cái ô open hết quen thuộc của dòng Orient, nó rất là đẹp mắt. Một trong những chi tiết mà mình rất thích trên dòng đồng hồ cơ đó chính là open hết ở tim semi-skeleton đó các bạn, rất là đẹp. Ở sub radio góc 6 giờ thì đây chính là cái góc Sun and Moon, là sự bổ sung hoàn hảo cho phiên bản Bambino, bản nâng cấp khá là tuyệt vời. Ở góc 12 giờ là dòng chữ Orient Automatic đặc trưng. Tất cả những cái cọc số mà trên cái dòng đồng hồ này, Bambino này, thì được nhà sản xuất vuốt hình chiếc nanh mảnh thú rất là đẹp. Thì đây là nó giống như cái kiểu là dòng ở Seiko Cocktail á, là mới cái kiểu nanh thiết kế mình mảnh thú mình rất là thích, vì nó cho cái độ nam tính rất là tuyệt vời. Cùng với đó những cọc số và cái bộ kim lưỡi kiếm được nhà sản xuất mạ gold luôn đó, cho một cái gì đó rất là sang trọng và luxury, nổi bật trên cái nền xanh ngọc vô cùng quyến rũ, đẹp tuyệt vời. Ở bên cạnh những cái cọc số thì được nhà sản xuất có bố trí những cái vạch chia ở đây, vạch chia màu trắng nhìn nó rất là đều, giúp em có thể theo dõi giờ giấc và nó chính xác hơn. Ở dưới góc 6 giờ thì các bạn có thể thấy là cái dòng chữ Japan bộ máy, cũng với là thông số về màu sắc. Thì đây là một phiên bản máy Japan, là bản nội địa các bạn nhé. Đây là một phiên bản nội địa chất lượng của Orient. Ở bên cạnh cái Sun & Moon thì các bạn cũng sẽ thấy là hai cái hình mô phỏng hình cái ốc vít đặc trưng của dòng Orient Sun & Moon, thì các bạn cũng đã biết rồi, khá là cách điệu mà nghệ sĩ. Rồi chiếc Orient Bambino này chắc chắn cũng các bạn cũng đã biết cái mặt kính đó, em nói rồi, thì mặt kính em này là mặt kính Miroro, là mặt kính khoáng công
3D giúp cho chiếc đồng hồ của anh em nó trở nên có chiều sâu và nó rất là hiện đại hơn, nhìn thấu kính rất là trong suốt và vô cùng sang trọng, bắt mắt kinh khủng. Nên mình rất thích kính cong vì nó mang một gì đó hơi hướng, rất là đẹp mắt, rất là lịch lãm cho người đàn ông. Tiếp theo mình sẽ nói về cái phần vòng niềng. Vòng niềng các bạn cũng có thấy là thì được nhà sản xuất mã bóng hoàn toàn, các chi tiết từ niềng đến dây được làm từ thép không rỉ 316L, mã bóng rất là độ hoàn thiện rất là tốt. Ở trên phần dây thì các bạn cũng có thể thấy là phần dây được nhà sản xuất làm từ bộ thép đúc đặc với hai phần là phần phay xước và phần phay bóng. Thì phần phay xước nó nằm ở ba cái đường này, đây là ba cái đường này, và phần chỉ bóng là được nhà sản xuất bố trí hai đường chỉ bóng nhỏ ở đây, tạo cái gì đó nó rất là hay, rất là hiện đại và nam tính. Đó. Rồi xong phần dây mình sẽ nói tiếp thì cái phần khóa. Khóa của em Orient Bambino này thì nó bố trí một cái khóa gập một đầu, trên phần khóa là có khắc dòng chữ Orient cùng với logo của Orient gập rất là tinh tế các bạn, rất là tinh tế đây, rất là tuyệt vời và dễ sử dụng. Rồi một phần chi tiết khá quan trọng đó chính là phần keypad. Đây phần keypad chính là một trong những chi tiết mà mình đánh giá là Orient rất là thành công với keypad vô cùng quyến rũ. Đầu tiên các bạn cũng có thể thấy là một keypad lộ máy hoàn toàn, giúp anh em có thể theo dõi những chi tiết máy bên trong. Đây, chiếc máy rất là hoàn hảo. Các chi tiết về phần bánh đà và những cái chân kính thì làm rất là tinh xảo. Trên phần bánh đà thì nhà sản xuất cũng có khắc, đây mình để gần cho anh em xem, có khắc những cái thông số. Thứ nhất là bộ máy F6L24, dòng chữ Japan, dòng Orient Company Watch. Rồi ở trên phần keypad bóng này thì là cái chất liệu là stainless steel này, đây máy Epson Useco này, bản máy Japan nội địa này, đây là phiên bản kỷ niệm Orient 70 năm, đây, kỷ niệm 70 năm của Orient. Đây là phiên bản giới hạn các bạn, Orient Anniversary 70 năm. Và chắc chắn rồi, em này cũng có khắc cái số thứ tự, là em này số thứ bao nhiêu nhỉ? Đây, khắc số thứ tự đây các bạn. Đây là 1039, 391 trên 1500 chiếc toàn cầu, rất là hiếm. Đây, độ chống nước em này thì là 53, anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay. Đó, đây là những thông số của niềng, thông số của máy, của niềng. Đó, số series rất là đầy đủ những thông số mà cần. Anh em xem bộ máy rất là hoàn hảo của Orient Bambino. Rồi ok, một cái những cái thiết kế mà phải nói là keypad nó được làm công, khi anh em lên tay nó rất là êm và ôm tay, sử dụng rất là sướng. Ok, bây giờ mình sẽ xoay lại cho anh em ngắm và chiêm ngưỡng lần nữa chiếc Orient Bambino Sun and Moon, một phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới này, với cái màu sắc xanh ngọc lục cực kỳ quyến rũ và đẹp mắt. Thì đây có thể nói là một trong những là phiên bản bán chạy nhất của dòng Orient trong series 2020. Đó, rất là tuyệt vời các bạn. Em này thì ở ngoài hãng hiện tại là đã không có hàng bán, nhưng mà cái giá các bạn phải nói cho các bạn là cái giá rất là cao, nếu không nhầm đâu đó khoảng 10 triệu mấy 11 triệu đó, rất là cao luôn, không có hàng. Nhưng CityWatch đã may mắn săn deal về cho anh em với mức giá vô cùng hấp dẫn. Chị em này đâu đó còn hơn 7 triệu thôi, một giá vô cùng hấp dẫn và quá tuyệt vời luôn. Thì nếu em nào thấy thích em này thì hãy đặt mua em nó ngay qua số hotline 0938 737 của admin, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo để được admin tư vấn để mua hàng em nó ngay các bạn nha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatch. Nếu anh em nào thấy hay thì hãy ấn like và subscribe kênh đăng ký của CityWatch, và đừng quên nhấn lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên các bạn nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.